chấn động. Thầy tử vi báo trước cực kỳ chuẩn xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Biết rõ thiên thời, hưởng trọn lộc trời, tiền bạc đổ về ào ào như thác lũ, giàu có nước tường đổ dách, đổi danh khắp vùng thiên hạ. Quan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu thân mến, nếu Kỷ Dậu tin vào mệnh số, mong Kỷ Dậu hãy hiểu, không có một vị thần linh nào quản lý mệnh số. Mong Kỷ Dậu bỏ cuộc cả, chẳng có lợi lộc gì ở đây. Khi một con người từ bỏ mọi thứ, chán nản buông xuôi, mọi thử thách trong cuộc đời Kỷ Dậu đều đi theo những dòng nghiệp lực, những hạt mầm không tốt do Kỷ Dậu đã từng gieo trong những phút vô minh của cuộc đời. Nên khi có chuyện xấu xảy ra mà Kỷ Dậu phải suy tư đối diện, hãy hoan hỷ từng giọt nghiệp lực tiêu tan chính là cơ sở cho sự bình an dần thành hình. Lại nói trời không bắt cá phải bay, không bắt chim phải bơi lội, nên những khó khăn của cuộc đời con người đều luôn ở trong khả năng bản thân có thể xử lý. Để dĩ nhiên, khi Kỷ Dậu đối diện với vấn đề, Kỷ Dậu hay tự cho rằng những người xung quanh không phải người trong cuộc, nên họ không hiểu được độ khó của vấn đề. Sự quanh co của nỗi niềm vất vả, nhưng bài toán càng khó, chứng tỏ vị trí của Kỷ Dậu càng cao, tiềm năng của Kỷ Dậu càng lớn, nên có người chỉ dắt tay lên trán lo tiền triệu, lại có người phải hối hả vì tiền tỷ, hay khó nhất là những người tiền mất tình tan, sức khỏe bất ổn, chạm đáy của nhân sinh, chạm đỉnh của nỗi muộn phiền. Có những người không giúp Kỷ Dậu được, nhưng họ đã cầu nguyện không ngừng cho Kỷ Dậu hồi hướng, chắc chiêu từng giọt công đức. Mong Kỷ Dậu kiên cường, vững tâm. Có những người dù sức nhỏ bé cũng đã cố gắng hối hả ngược xuôi để ùn con thuyền của Kỷ Dậu nhích dần. Có những người lựa chọn bản quan vô tâm hoặc nói lời xúc xiềng là để Kỷ Dậu có thêm động lực từ sự nghịch cảm, xúc cám cảnh, vì sự bị khinh thường của nhân sinh. Có những người tranh thủ hại Kỷ Dậu bỏ đá xuống giếng, chính là lấy một phần phúc của họ mà bù trừ sang phần nghiệp của Kỷ Dậu. Nên dù tốt dù xấu, người đời đều đang giúp Kỷ Dậu theo một cách nào đó. Thần linh không mong Kỷ Dậu bỏ cuộc, người đời không trông Kỷ Dậu buông xuôi. Đời sống chỉ có một lần sinh tử, Kỷ Dậu còn chẳng ngần ngại. Kỷ Dậu sợ cái gì mà không chiến, tiếc nuối gì mà không cửa cái mệnh của mình lên bánh xe vận số, xem bên nào là bên có thể mỉm cười đến cuối. Mới đây nhất, khi xem vận mệnh của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, các bậc thầy tử vi cho biết, bước sang trong 3 tháng cuối năm 2024, bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sẽ đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được 3 điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao trong 3 tháng cuối năm 2024 này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi chia sẻ chi tiết ngay sau đây. Xét tổng quan vận trình tử vi trong 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Theo tử vi, trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Kỷ Dậu. Sau khi trải qua một năm 2023 không được thuận lợi, vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục. Tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong lĩnh vực công việc, Kỷ Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Kỷ Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. Trong 3 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính. Với sự phát triển của công việc, Kỷ Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán, cũng như tăng lương và thưởng. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực để duy trì mối quan hệ lâu dài. Kỷ Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột.
Trong 3 tháng cuối năm 2024, sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu sẽ được duy trì tốt. Thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn khỏe mạnh. Sau đây sẽ là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 3 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu sẽ duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt khi bước sang trong 3 tháng cuối năm 2024. Hãy nhớ giữ cho mình một lối sống điều độ và dành thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao, giúp cơ thể trở nên linh hoạt và khỏe mạnh hơn. Đối với những người đang bị bệnh, hãy luôn tích cực và tuân theo lời khuyên của bác sĩ, Kỷ Dậu sẽ thấy bệnh tật có dấu hiệu cải thiện. Thậm chí một số người đã từng gặp khó khăn trong việc chữa bệnh cũng có thể tìm được giải pháp và khỏi bệnh hoàn toàn. Khi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, đừng ngại chia sẻ với người tin cậy, Kỷ Dậu sẽ cảm thấy tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm hơn nhiều. Đừng giữ những điều gì đó trong lòng, vì nếu không sẽ chỉ làm Kỷ Dậu cảm thấy tồi tệ hơn. Hãy mở lòng để người khác biết để họ có thể giúp đỡ Kỷ Dậu. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu có thể có những mặt tích cực và tiêu cực trong 3 tháng cuối năm 2024. Vì vậy, hãy chú ý đến cách nói chuyện và hành động của mình, cũng như quan hệ với mọi người xung quanh để tránh gây ra rắc rối. Đối với những người đã kết hôn, mối quan hệ của vợ chồng có thể không có nhiều biến động, nhưng điều này cũng không phải là dấu hiệu tốt. Có thể có những dấu hiệu rạn nứt mà hai người không nhận ra. Hãy thời gian để trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau. Những việc nhỏ cũng có thể thể hiện sự quan tâm và giúp tình cảm thêm gắn kết. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong 3 tháng cuối năm 2024 đã có những bước tiến vượt bậc. Một phần là nhờ vào sự trợ giúp của những cát tinh may mắn, nhưng chủ yếu là do Kỷ Dậu luôn cố gắng và không ngại khó khăn. Sự kết hợp giữa hai sao nhị hợp cho thấy Kỷ Dậu luôn có tinh thần tỉnh táo và phản ứng nhanh nhạy, giúp Kỷ Dậu đưa ra những quyết định đúng đắn và nắm bắt được cơ hội để đón đầu xu hướng. Nếu Kỷ Dậu có ý định thực hiện những kế hoạch lớn, năm nay là thời điểm thích hợp để triển khai dự án. Dù Kỷ Dậu mới bắt đầu công việc hay đã có nhiều kinh nghiệm, bản mệnh sẽ gây ấn tượng với cấp trên và được trao nhiều cơ hội để chứng minh bản thân. Chính quan soi chiếu cho thấy Kỷ Dậu hoàn toàn xứng đáng và có đủ năng lực để đứng ở vị trí cao hơn, giúp Kỷ Dậu phát huy tài năng và mở rộng tầm ảnh hưởng, dẫn dắt đồng nghiệp đến thành công. Cát tinh sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp Kỷ Dậu mở rộng mối quan hệ xã giao. Trong 3 tháng cuối năm 2024, Kỷ Dậu có thể kết nối với những người quý nhân trong cuộc sống. Họ không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để giúp Kỷ Dậu vượt qua khó khăn, mà còn đưa ra những lời khuyên hữu ích để Kỷ Dậu phát triển bản thân. Tuy nhiên, không phải lúc nào Kỷ Dậu cũng gặp may mắn vì sự ảnh hưởng của sao hung tinh tả phù. Nếu Kỷ Dậu không cẩn trọng, những cơ hội sẽ bị dục mất và có thể gây ra mối nguy hại khó lường. Vì vậy, dù bản mệnh đang trong thời kỳ thăng hoa, hãy luôn giữ tinh thần khiêm tốn và không coi thường người khác. Nếu Kỷ Dậu không chú ý cách ứng xử, có thể sẽ tạo ra thù hận cho mình. Cũng luôn có những kẻ tiểu nhân luôn rình rập, chờ cơ hội để tấn công Kỷ Dậu khi Kỷ Dậu mắc lỗi. Trước khi quyết định bắt tay vào một công việc gì, hãy xem xét kỹ và đánh giá thực lực của bản thân, đừng cố chấp hay tin tưởng vào những lời dụ dỗ của kẻ xấu. Trong 3 tháng cuối năm 2024, người tuổi Kỷ Dậu nên đi chậm và chắc chắn, vì điều này sẽ mang lại cơ hội thành công hơn là theo đuổi xu hướng thị trường. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch. Trong 3 tháng cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiền bạc cho bản mệnh hơn so với năm trước đó. Cơ hội sẽ đến gõ cửa, hãy sẵn sàng để nắm bắt và chắc chắn rằng công sức của Kỷ Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Đối với những người đang phát triển sự nghiệp, trong 3 tháng cuối năm 2024 sẽ là khoảng thời gian đầy thành công và được đánh giá cao bởi cấp trên nhờ sự kết hợp giữa nhị hợp và cát tinh.
bản mệnh sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng. Nếu hoàn thành tốt, Kỷ Dậu sẽ không chỉ được tuyên dương và khen thưởng, mà còn có thể được thăng chức và tăng lương. Nếu Kỷ Dậu cảm thấy mình đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của tập thể, hãy tự tin đề xuất tăng lương với cấp trên. Chắc chắn rằng không ai có thể từ chối một nhân viên xứng đáng như Kỷ Dậu. Chính quan cho thấy, những người làm lãnh đạo thường có khả năng đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể phát triển ổn định và nhanh chóng hơn. Những thành tích đạt được cũng sẽ mang lại lợi nhuận cho tập thể. Kỷ Dậu không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn làm giàu cho những người tin tưởng và theo đuổi Kỷ Dậu. Với những người kinh doanh, sự trợ giúp của chính tài sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh và thu lợi nhuận vượt ngoài dự tính. Hơn nữa, Kỷ Dậu còn được biết đến là người có mối quan hệ rộng rãi và luôn giữ chữ tín. Điều này sẽ giúp Kỷ Dậu có thêm nhiều khách hàng tin tưởng. Kỷ Dậu có thể kiếm được một khoản thu nhập ổn định mà không cần lo lắng về sự cạnh tranh của đối thủ. Bản mệnh cũng có thể xem xét việc ký kết hợp đồng mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh trong 3 tháng cuối năm. Có thể Kỷ Dậu sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, nhưng đừng lo lắng vì công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với sức ảnh hưởng của tam tai và hung tinh tả phù. Nếu có ý định bước vào một lĩnh vực mới, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tốt nhất là hãy căn cứ vào tình hình thực tế khi làm việc. Đôi khi phát triển thị trường ngách cũng sẽ giúp Kỷ Dậu thu được nhiều lợi ích. Nhưng nếu chỉ theo đuổi xu hướng hoặc nghe theo lời rủ rê mù quáng, Kỷ Dậu sẽ dễ gặp thất bại. Sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng và phát triển ổn định với tuổi Kỷ Dậu. Công việc vốn thế nào cứ thế ấy mà làm. Dưới sự che chở của các tinh thiên ấn, mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Tháng này có thể sẽ là khoảng thời gian đầy tiềm năng và cơ hội đối với con giáp này, khi bạn bước vào giai đoạn hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm, để vừa tạo ra một cái kết đẹp cho năm 2024 và cũng là để tạo tiền đề cho năm mới 2025. Tuy nhiên, một số người có thể sẽ chọn giải pháp an toàn, không muốn tranh đấu quá nhiều trong khoảng thời gian này, chỉ muốn an phận làm xong việc của mình. Điều này cũng không có gì sai, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người, nhưng quá thụ động cũng sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sự nghiệp của bạn, nên có sự cân nhắc cẩn thận. Tháng này, vận quý nhân của tuổi Dậu cũng khá dượng, nên khi cảm thấy khó khăn, bế tắc, bản mệnh đừng ngại ngần mở lời nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ. Có người còn may mắn gặp được những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi, trong những cuộc họp, hội thảo. Đó là cơ hội để bạn học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Nhưng trước đó, bạn phải nỗ lực hoàn thiện bản thân. Vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bạn là người đang làm trong lĩnh vực biểu diễn, truyền thông, nghệ thuật, danh tiếng của bạn có thể tăng lên cao hơn trong tháng này. Điều này cũng sẽ giúp bản mệnh nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp cá nhân. Nhìn chung, để phát triển sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu cần duy trì thái độ tích cực, lạc quan, dũng cảm đối mặt với thử thách, sẵn sàng đương đầu với nhiều tình huống khác nhau, đồng thời không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực. Ở thời điểm này, nếu bạn giữ thái độ là làm việc hời hợt, lười biếng, sẽ hình thành nhiều ảo tưởng phi thực tế. Khi đó cho dù con giáp này có năng lực làm việc mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ chẳng có ích gì. Vì vậy, trọng tâm của tháng này là tuổi Kỷ Dậu cần điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình để sự nghiệp có thể phát triển ổn định và đạt được những thành tựu lớn hơn. Xét về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch này, tài vận của tuổi Kỷ Dậu khá ổn định, công việc thuận lợi, ít có sóng gió, nên đảm bảo cho bạn nguồn thu nhập đều đặn trong cuộc sống thường ngày. Bản mệnh có khoản ra khoản vào, nếu biết quản lý tài chính hợp lý thì bạn gần như không phải lo lắng gì về tiền bạc ở thời điểm hiện tại. Lưu ý tháng này có các tinh thiên ấn hỗ trợ, nhưng các tinh này không phải tài tinh, nên con giáp này cũng chớ vội vàng tính chuyện làm ăn lớn hay đầu tư một cách ồ ạt. Tháng này, những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài vận với người làm kinh doanh. Nếu có thể duy trì thái độ thận trọng, đồng thời kiểm soát rủi ro, bạn sẽ có được thu nhập kinh tế ổn định. Ngoài ra, việc lập kế hoạch tài chính hợp lý và tránh tiêu dùng mù quáng
cũng là cách quan trọng để bạn duy trì vận may tài chính tốt trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tình hình này với những người có tham vọng lớn thì bạn lại cho rằng mọi thứ đang dậm chân tại chỗ, tuổi Kỷ Dậu sẽ có dự định tìm kiếm các nguồn đầu tư làm ăn mới để kiếm một khoản lớn cho dịp cuối năm. Dù vậy, bạn không nên quá mức sốt ruột với tình trạng này mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tháng 10 âm lịch này, chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu có thăng cũng có cả trầm, nhiều thay đổi theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Dù thế nào đi nữa, con giáp này nên chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận mọi điều có thể xảy ra. Mối quan hệ vợ chồng có thể gặp một số khúc mắc dẫn tới rạn nứt, nhưng nếu hai người có thể duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau thì mọi thứ rồi sẽ qua nhanh và mối quan hệ tình cảm lại bền chặt như xưa. Người độc thân tháng này trở nên cực kỳ đào hoa, bạn nhận được sự quan tâm, chú ý của người khác giới. Thậm chí bạn có thể nhận được lời bày tỏ của người khác, tình cảm nảy nở nhanh chóng, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị và bất ngờ. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, Nguyệt lệnh lâm đất bệnh cảnh báo tuổi Kỷ Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện sức khỏe thường xuyên, để nâng cao thể chất hạn chế bị bệnh tật ghé thăm. Những người vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh giặc. Nếu không chăm sóc bản thân cho tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dẳng ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hại cho cơ thể bạn. Bước sang tháng 10 âm lịch, thời tiết dần trở lạnh, tuổi Kỷ Dậu cần làm tốt công tác giữ ấm. Với thời tiết này, tuổi Kỷ Dậu rất dễ mắc các bệnh thương hàn như cảm lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ nhưng việc các bệnh này xuất hiện thường xuyên vẫn sẽ mang đến rất nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây ra tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, tuổi Kỷ Dậu cần phải xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Cục diện tương phá sẽ đem tới nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bạn. Bản mệnh cần phải cố gắng làm mọi việc dựa vào sức của mình là chính. Chớ nên nghĩ đến việc dựa dẫm, phụ thuộc vào bất cứ ai. Bạn là người trong cuộc, bạn hiểu rõ nhất điều gì là cần thiết với mình. Vì thế, đừng lung lay quan điểm chỉ vì lời bàn ra tán vào của người ngoài. Một khi đã xác định được mục tiêu cho mình, bạn cần tin tưởng vào định hướng ấy. Nếu có ai đó cung cấp thêm cho bạn thông tin, thì bạn cần phải kiểm chứng kỹ càng, chớ dội cả tin kẻo sập bẫy của kẻ xấu. Hãy nhớ rằng, không có thành công nào từ trên trời rơi xuống, bạn phải bỏ công sức ra thì mới mong nhận lại thành quả. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, một số người thường trở nên nông nổi, thiếu kiên nhẫn, hay bỏ dở công việc giữa chừng. Nếu cứ tiếp tục tác phong làm việc như vậy, con giáp này sẽ rất dễ làm xấu đi hình ảnh của mình trong mắt lãnh đạo. Hơn nữa, bạn sẽ gây ra nhiều rắc rối cho tập thể, mãi dậm chân tại chỗ và tạo cơ hội cho kẻ khác vượt qua. Tốt hơn hết, tuổi Kỷ Dậu cần lập kế hoạch làm việc rõ ràng và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Khi cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể nghỉ ngơi một chút xong đừng dừng lại. Xét về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 11 âm lịch này đang đứng trước nhiều nguy cơ do cục diện tương phá đem lại. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, bạn không nên mong mình kiếm được bộn tiền. Ngược lại, chỉ cần bạn đưa ra những quyết định sáng suốt, không gây hao tài tốn của là đã may mắn rồi. Con giáp này cần hết sức cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư, hợp tác, đặc biệt là với những người bạn không hiểu rõ. Thậm chí, nếu có ý định hợp tác với bạn bè, người thân, thì bản mệnh cũng cần cân nhắc thật kỹ, đừng đẩy mình rơi vào hoàn cảnh vừa mất tiền, vừa mất mối quan hệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây phiền phức cho công việc kiếm tiền của bạn. Bạn cần giữ vững nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút, nhưng không ảnh hưởng tới danh dự của mình thì nên chấp nhận. Dù có muốn kiếm tiền nhanh đi nữa, thì cũng đừng nghĩ tới việc dựa dẫm hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác. Làm việc gì bạn cũng hãy dựa vào sức lao động của chính mình, như vậy thì tinh thần mới nhẹ nhõm, không bị cắn dứt lương tâm. Ngoài ra, tháng này bạn cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động mua bán, sắm sửa. Tốt nhất hãy lựa chọn những món đồ phù hợp với túi tiền của mình, chớ nên chạy theo xu thế của thị trường, đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, có thể thấy rằng đường tình duyên chính là điểm sáng nổi bật nhất trong vận trình của tuổi Kỷ Dậu tháng này.
Các tinh mộc dục và thái mờ đem lại nhiều mối nhân duyên tốt lành, giúp bạn được đắm chìm trong hạnh phúc. Người còn độc thân đã có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng mở lòng mình để kết nối với mọi người xung quanh. Nếu được bạn bè, người thân giới thiệu cho người quen, bạn cũng chẳng còn giữ thái độ tiêu cực, phản đối như trước nữa. Hơn nữa, bản mệnh cũng đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình, vì thế mà bạn trở nên khác biệt hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Thậm chí một vài người còn gây được ấn tượng sâu sắc với người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Với người đã lập gia đình, con giáp này và người ấy có thể sắp xếp thời gian để ở bên nhau nhiều hơn. Dù chỉ là những bữa ăn đơn giản, những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cũng sẽ có tác động gắn kết mối quan hệ đôi bên. Áp lực công việc trong tháng 11 âm lịch này khá lớn, bạn cũng hãy chia sẻ và tâm sự với người ấy nhiều hơn để đỡ căng thẳng. Stress, bạn không phải chịu đựng mọi khó khăn một mình, bởi gia đình luôn là hậu thuẫn vững chắc nhất của bạn. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này, tình trạng sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu khá ổn định. Bạn biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nên không còn cố gắng quá sức. Cuộc sống cũng có nếp sinh hoạt điều độ. Khoa học, tháng này, có thể bạn sẽ tham gia vào khá nhiều buổi tiệc tùng, gặp gỡ bè bạn. Hãy nhắc nhở mình ăn uống khoa học, chớ ăn nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ, sẽ có hại cho cơ thể. Trong các hoạt động thể dục thể thao, con giáp này cũng cần biết lượng sức mình, không nên cố gắng quá sức kẻo tác dụng ngược. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tháng này, khuyên tuổi Kỷ Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với khó khăn. Nhưng bạn cũng sẽ gặt hái được không ít thành công nếu như bản mệnh chịu cố gắng không ngừng, bởi công lao của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Cục diện tam hợp chỉ ra rằng, con giáp này luôn chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc, vì thế mà mọi nhiệm vụ bạn được giao đều sẽ đạt được những thành tích khá tốt. Hơn nữa, bạn còn là người có tầm nhìn xa trông rộng, có thể hướng dẫn, lãnh đạo mọi người xung quanh và nêu lên những ý kiến đúng đắn, đóng góp cho sự phát triển của tập thể. Những thành tích cao mà tuổi Kỷ Dậu gặt hái được là hoàn toàn xứng đáng. Một số người có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí quan trọng hơn. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng những thành công mà bạn đạt được có thể biến bạn thành cái gai trong mắt của kẻ tiểu nhân, ngũ quỷ cho thấy. Kẻ xấu luôn rình rập tìm cơ hội cướp mất công lao hoặc hạ bệ danh tiếng của con giáp này. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng cần hết sức cẩn thận, đặc biệt là trong cách nói năng, hành xử. Khi đối diện với một vài khó khăn trong công việc do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn cảm thấy bối rối, lo lắng khi nghĩ rằng công việc của mình còn đang bấp bênh, chưa vững chắc được như người khác. Hãy dành thời gian để cân nhắc về hướng đi của mình. Nếu đã chắc chắn thì hãy cố gắng đến cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng. Còn nếu chưa chắc chắn thì đừng ngại hỏi ý kiến của những người đi trước. Xét về phương diện tài lộc, nhìn chung, phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 này khá ổn định. Dù bạn không có cơ hội phát tài phát lộc lớn, nhưng cũng không phải chi tiêu quá nhiều. Tam hợp cho thấy, dù làm việc trong lĩnh vực gì đi nữa, bản mệnh hãy tập trung và nghiêm túc với nhiệm vụ, bạn ắt gặt hái được thành công và nhận được những khoản tiền thưởng nóng, lời lãi hậu hĩnh. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chú ý đến tác động của kẻ tiểu nhân. Trong thời điểm này, đối thủ có thể có những động thái cạnh tranh khá gay gắt để giành giật khách hàng. Điều bạn cần làm là giữ vững định hướng, phát huy thế mạnh của mình. Khi con giáp này đã có trong tay lượng khách hàng trung thành rồi thì không cần quá lo lắng. Nguyệt lệnh lâm tuyệt cũng khuyên bạn không nên vội vàng bắt tay vào những lĩnh vực mới trong thời điểm cuối năm. Gấp rút như thế này, tốt nhất hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu và chứng thực thông tin, đồng thời chuẩn bị đủ tiềm lực cho mình để sang năm mới bắt tay vào thực hiện sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Kỷ Dậu cũng không nên quá sốt sắng nếu như bạn chưa thể gặt hái được thành quả gì lớn trong năm này. Những bài học mà bạn học được trong suốt một năm mới là tài sản quý giá nhất, giúp bạn có thể kinh nghiệm và bản lĩnh để vững vàng hơn trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, có thể nói rằng phương diện tình duyên chính là điểm sáng nhất trong vận trình của tuổi Kỷ Dậu trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Bạn được tận hưởng niềm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ dưới tác động của cục diện tam hợp cũng như ngũ hành tương sinh. Người độc thân đã cởi mở hơn khi trò chuyện tiếp xúc với người khác giới. Bạn cũng tự thể hiện các ưu điểm của mình nên khiến nhiều người ấn tượng, dù đã từng phải chịu tổn thương trong quá khứ.
thì lúc này bản mệnh cũng đã vượt qua và sẵn sàng cho những người chân thành với mình cơ hội trò chuyện, tiếp xúc. Bạn nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều người xứng đáng để mình trao gửi trái tim. Với người đã lập gia đình, hai người đã biết bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Đồng thời cả hai cũng sẵn sàng thay đổi để hòa hợp với đối phương. Quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, không ai có thể chen chân vào được. Xét về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 12 âm lịch này nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Dù bạn phải làm việc khá vất vả, con giáp này luôn tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc. Dù có bận rộn đến mấy, bạn không quên cho bản thân mình nghỉ ngơi đúng lúc. Khi cơ thể khỏe mạnh thì bản mệnh mới có thể tỉnh táo giải quyết những nhiệm vụ hàng ngày. Tháng cuối cùng của năm 2024 này, tuổi Kỷ Dậu sẽ phải tham gia khá nhiều các hoạt động tổng kết, giao lưu. Vì thế, bạn hãy hạn chế ăn đồ dầu mỡ, hạn chế uống rượu bia. Nếu đầu óc không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông để tránh họa huyết quang. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969, và bây giờ sẽ là một được nhiều cô bác đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là cách hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Kỷ Dậu 1969. Theo sao chiếu mệnh, sao thổ tú. Đây là hung tinh gây ra sự trở ngại về tinh thần, sự xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều. Không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Dậu 2024, tuổi Kỷ Dậu nam mạng gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương trong năm Giáp Thìn. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao thổ tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thổ tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng tuổi Kỷ Dậu 1969. Theo sao chiếu mệnh, sao dân hán. Dân hán là trung tinh, vừa mang tính tốt mà lại có thêm tính xấu. Năm gặp sao này chiếu mạng thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên để phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều. Không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Theo vận niên.
Theo tử vi tuổi Dậu 2024, sang năm con rồng, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng gặp vận niên mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, ổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng dòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.